chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ hôm nay mình đi ra mình nhổ khoai mì để coi vô làm cái món gì ngon ngon đây. Rồi mời anh chị và các bạn coi mình nhổ khoai mì nha. Cái cây khoai mì này nè, hồi nãy em tưới nước em thấy nó che bay cái cây của em nè, cây đậu bắp em gieo nó lên rồi nè. Cho nên em thấy nó che em bẻ cây khoai mì luôn rồi. Bây giờ mình nhổ nó luôn đi chứ để đây hả, nó che mấy cái cây đậu bắp nè, đậu bắp nó lên. Ồ, thấy cũ luôn rồi kìa. Ừ, nó lòi cũ luôn rồi, cho nên là nhổ nó đi để nó che quá. Sao nhổ nổi vậy chàng ơi. Cũ nó ăn bên đây nữa nè. Đây nè. Thì em chặt bớt cái mình nhổ cái cũ này trước. Rồi gãy rồi. Gãy một khúc đây à. Em bới lên khúc. Ồ, đây rồi nè. Bắt đầu nắm nè. 1 2 3 1 2 3. Bớt ba. Chưa. Còn ấy lắm. Từ nè, rồi làm lại. Ok. 1 2 3. Trời ơi, cuốn khoai mì. Cái củ quá chị bự. Nó còn thêm củ nhỏ mấy anh đây nữa. Rồi dính vô đi em bơi cái đất này lại cái. Khoai mì này em mài ra được khoảng mấy ký em? 4 ký này em làm món nướng khoai mì chắc ra cũng nhiều à hả? Để con lát mình có làm gì khác thì nữa không? Lát suy nghĩ. Giờ khoai mì mình đã đi mài xong rồi đó. Giờ mình đem về mình để vô một cái khăn gì đó mình dắt cho nó ráo cái nước á, rồi để cái nước này lại á, khi nào mà nó lóng xuống mình đổ cái nước trong nó đi, cái mình lấy cái nước bột đó đó cái mình nhồi vô trở lại thì nó mới ngon. Và nó nhiều khi khoai mì nó lớn quá nó đắng hay gì đó, thì nó sẽ bớt đi, nó không còn đắng nữa. Rồi xong rồi trong thời gian chờ đợi đó mình muốn làm gì đó, mình lột dừa hay làm gì đó để cho nó lóng xuống rồi mình mới làm tiếp, mình mới đổ cái nước trong nó ra rồi mình nhồi vô bột. Chắc cho nó thiệt là ráo mới được. Ngày bây giờ mình chia ra một mớ đi để mình chiên với chuối đi. Hốt ra một mớ. Thì mình nướng. Rồi. Một mớ thì mình nướng. Rồi xong bây giờ mình sẽ cho đường với chút muối vô đây. Mình trộn cho nó đều. Rồi mình để đây mình chờ cái nước này nó lóng xuống rồi mình hạ cho cái đổ cái nước đó đi, cái cho cái bột nó vô, bột nó lóng xuống dưới lại đó. Mình sẽ cho vô. Bây giờ mình cho đường vô đây. Bây giờ mình cho một ít muối. Ít muối vô đây. Cho một ít đường vô đây. Một lát mình đi nấu đậu xanh nữa, mình để mình trộn vô trong này.
cái rồi bây giờ trộn để đây đi, rồi một cái phần nào bên đây là mình để chiên đó, thì mình cái phần này để chiên thì mình cũng vậy, để một xíu muối vô và để ít đường thôi, không có nhiều nhiều, ngót ngót tí được rồi, còn nướng thì để hơi nhiều đường, còn cái này thì để ít thôi. Làm hai món rồi cũng trộn đều rồi, cũng để đây, cũng chờ cái bột đó để vô rồi mình trộn chung vô. Đậu xanh á thì mình đã vo sạch rồi, bây giờ mình cho nước vô, được mình ngâm tí xíu là mình bắt lên bếp mình nấu thôi. Rồi rồi cái này đậu xanh này là mình đã nấu nó mềm hết luôn rồi nè, như vậy là được rồi. Mình tắt bếp đi, tắt bếp đừng, mình đem ra đằng trước á cho nó nguội, cái mình trộn chung như với khoai mì. Rồi giờ mình lột dừa cứng dữ gì quay. Cái nước này mình để nãy giờ là hơn một tiếng đồng hồ, thì nó cũng đã lóng cái bột ở dưới rồi, ở trên là nó có cái màu vàng vàng nè. Bây giờ mình đem mình đi đổ cái nước này đi, đổ cái nước vàng này đi là nó còn lóng bột ở dưới á đó. Bây giờ mình đem mình đổ qua đây, mình đổ cái nước này đi nè, đó nó sẽ lóng lại một cái bột đây, lóng lại cái bột đây. Khi mà nó lóng lại rồi đó thì mình đổ cái nước đó đi, thì nó còn lại là đây là một cái thao bột, bột nó nằm ở dưới đây nè, rồi nó cứng dưới đây luôn nè, mình dính tay vô mà nó cứ ngắt luôn á. Rồi bây giờ mình cho một cái bột này nè vô trong cái thao khoai mì đây, để mình nhồi lại cái bột này là nó rất là dẻo luôn á. Thôi nó cứng mà cười không muốn ra luôn á. Mình để vô đây phân nửa, hơn phân nửa đi, còn chừa lại đáy cái để bên để mình chiên chuối. Còn lóng lại dưới đây là gọi là bột mì. Đây là tinh bột. Còn phần này chừa lại để mình để vô trong cái khoai mì chiên. Xong rồi bây giờ mình cho luôn cái đậu xanh vô đây. Mình cho đậu xanh vô, đừng mình trộn chung vô luôn. Mình trộn chung đậu xanh vô đây luôn. Rồi mình nhồi đều lên. Rồi một mình vắt nước cốt dừa mình trộn vô nữa là được. Sẽ nướng vô cái, thay mình không có cái lò nướng thì mình để vô cái chảo chống dính á, mình đốt than lên mình nướng thử coi sao. Thì mình nghe là nói là nướng cũng được đó, cái này mình thử nghiệm coi thế nào nha. Giờ mình cho một miếng sữa đặc vô, mình nướng cho nó thơm.
Thì đặt xong rồi mình cho nước cốt vô luôn. Bây giờ mình trộn đều lại với nhau, những cái hỗn hợp này mình trộn đều lại. Thay vì là bây giờ mình có cho mè, khi mình nướng mình để lên mình có gắp mè lên nữa đó, nhưng mà mình không có thích ăn mè cho nên mình không có để mè, mình chỉ với nước cốt dừa với sữa với đường đậu xanh đó, cho vô đây có cái mùi đậu xanh đó, nó rất là thơm luôn đó nha. Nước cốt dừa nó béo béo, sữa nó thơm thơm, nó béo, ngọt ngọt, nướng chắc hấp dẫn lắm đây. Nhưng mà nướng cái chảo chống dính này để mình coi coi sao, mình cũng chưa có biết nữa nè. Đây là lấy cái chảo chống dính ở đây, giờ mình chọn xếp đường rồi đó. Giờ mình lấy cái chảo chống dính mình để vô, để mình đốt than lên mình đi nướng. Rồi lấy chảo chống dính vô. Đây. Rồi xong mình cho vô chảo. Cho nó đều hết thì cho vô chảo. Đó, giờ cho vô chảo nè. Dày quá sợ nó không chín quá. Rồi mình đi đốt than mình nướng thử lên cho cả nhà coi nha. Vàng ngon quá. Bánh màu ngon quá. Cái bánh này mình làm bằng cái chảo chống dính á, nướng bằng cái chảo chống dính á, thành công rồi đó bà con. Tại vì á, thay vì người ta nào mà làm bằng bếp điện, bếp đồ mình không có, thì bây giờ mình làm bằng cái này, nướng vẫn ngon luôn nè, nhìn coi rất là hấp dẫn luôn á. Làm một nướng một bề rồi xong bây giờ mình úp lại cái mình làm một bề nữa, ngon ghê luôn. Cái này là cái bề của nó nãy nè, vậy là hai bề. Rồi bây giờ mình tiếp tục một mâm nữa, ra một mẻ nữa. Cái này là mình nướng khoảng 15-20 phút vậy á, nhưng mà chở thường xuyên nha, xay để nó khét. Rồi xong rồi nó vàng một bề là mình úp lại một bề nướng tiếp nữa. Mình thử coi cái coi. Quá hấp dẫn luôn.
ngon. Vàng ngến luôn. Ôi nó vàng rất là hấp dẫn đó cả nhà. Vậy là từ nay nhà ai không có cái bếp nướng á thì mình vẫn nướng bằng cái chảo chống dính được luôn nha. Rất là ngon luôn, không có thua gì cái lò nướng hết luôn á. Thế là mình đã xong một dĩa khoai mì nướng rồi, mời cả nhà dùng với mình, gia đình mình nha. Rồi mời cả nhà. Thôi tạm dừng tại đây, mình chúc cho cô chú anh chị và các bạn các em được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.